Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ một số cái nội dung sau đây. Nội dung thứ nhất là bên sở thuế họ nhắc nhở những ai là 1099 có doanh nghiệp rồi đầu tư vân vân, tự làm chủ vân vân thì chúng ta nên đóng thuế estimated tax chậm nhất là vào ngày 18 tháng 4 năm 2022. Đây là cái deadline của quý 1. Nếu như mà mình làm 1099, tự làm chủ, mình là real estate agent, mình là investor vân vân thì chúng ta để ý về cái phần thuế ước tính. Tức là nếu như mà W2 thì người ta bị trừ lương, lương ra là trừ rồi, trước khi lãnh lương là bị trừ thuế rồi, nhưng mà những ai là 1099, nhà đầu tư rồi nghỉ hưu vân vân thì thường thường là mình đóng theo quý chứ không phải là cứ mỗi lần lãnh lương là người ta trừ, quý vị ha. Thì đó là cái sự khác nhau, cho nên là W2 sẽ không có liên quan gì đến cái estimated tax này. Và ngoài ra thì Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị về một cái danh sách của 14 tiểu bang hiện giờ họ hết cho cái tiền EA rồi. EA là cái tiền thực phẩm khẩn, hay còn gọi là chương trình bổ sung của cái chương trình SNAP đó quý vị. Mỗi tháng quý vị nhận thêm ít nhất là 95 đồng mỗi tháng. Thì ngoài ra Ngọc cũng muốn chia sẻ cho quý vị về những cái news. Họ nói rằng là rất là nhiều người phải đóng thuế khá là nhiều năm nay vì họ lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp của năm 2021. Vì sao như vậy? Những cái con số thống kê như thế nào thì Ngọc sẽ chia sẻ cho quý vị. Đối với cái news của bên sở thuế ra ngày 6 tháng 4, tức là 2 ngày trước đó quý vị, họ nhắc nhở cho những ai là tự làm chủ nè, 1099 nè, về hưu nè, nhà đầu tư nè, những business hoặc là corporation mà có đóng thuế theo quý đó quý vị, thì chúng ta phải đóng cái quý đầu tiên chậm nhất là ngày thứ hai 18 tháng 4. Thì thường thường á là 1099 là chúng ta khai thuế rồi mới đóng, nhưng mà nếu như quý vị có nợ thuế nhiều đúng không, khoảng ngàn trở lên là chúng ta bắt đầu là đóng thuế theo quý. Còn nếu như mình không có đóng á thì có thể là sau này mình sẽ bị phạt. Cho nên là quý vị để ý cái điều này, nếu như quý vị muốn được tham khảo thêm thì quý vị có thể là hỏi thêm bên dịch vụ thuế, hoặc là quý vị vào cái trang IRS.gov, người ta chỉ cho mình đóng thuế ước tính luôn đó. Thường thường khai thuế thì người ta sẽ ước tính được là năm sau thì có thể là mình sẽ làm được cái income bao nhiêu, mình ước ước chừng chừng rồi mình đóng theo quý. Cái quý đầu tiên là tháng 4 này đó. Là đóng tháng 4 này, thì quý thứ 2, thứ 3, thứ 4, mỗi năm như vậy quý vị đóng 4 lần. Chứ thường thường là W2 là bị trừ hết, cứ paycheck ra là bị trừ, pay stub là bị trừ. Còn cái này thì mình không có bị trừ, nhưng mà mình có cái thời gian là cứ một quý mình đóng 1 lần, chứ không phải là 2 tuần đóng 1 lần quý vị ha. Đó thì đó là cái nhắc nhở của bên sở thuế. Và ngoài ra thì dạo gần đây thì Ngọc cũng theo dõi những cái news liên quan đến thuế và tiền trợ cấp thất nghiệp. Thì những cái news của tờ báo CNBC họ chia sẻ rất là rõ ràng về cái tiêu đề đại khái là người ta nói rằng là rất là nhiều người dân Mỹ năm nay khai thuế 2021 họ phải đóng tiền thuế rất là nhiều bởi vì họ lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp trong năm 2021. Vì sao như vậy? Vì sao lại có những cái trường hợp như vậy? Tại vì nhiều khi mình lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, mình chi tiêu hết rồi, bây giờ đóng thuế, nhận ra rằng ôi trời ơi, phải đóng thuế lại cho chính phủ rất là nhiều. Đó, cho nên là hơi là không có sự chuẩn bị, hoặc là hơi là nóng mặt một chút xíu chẳng hạn, tại vì nó đến với mình hơi bất ngờ. Đó. Thì bên CNBC họ tổng kết là trong năm 2021, nước Mỹ có khoảng 25 triệu người lãnh tiền trợ cấp thất nghiệp, và chính phủ họ chi ra khoảng đâu đó là 325 tỷ đồng. Thì nếu như mà quý vị theo dõi kênh của Ngọc thì Ngọc cũng hay chia sẻ rất là nhiều về cái tiền trợ cấp thất nghiệp là một cái taxable income, tức là quý vị phải khai thuế và thường thường người ta sẽ rút 10% withholding. 10% của 325 tỷ là khoảng đâu đó là 32.5 tỷ đúng không quý vị? Nhưng mà không có phải ai cũng cho chính phủ rút đâu quý vị. Có khoảng 60% là họ không cho chính phủ rút. Ví dụ như chính phủ cho 600 thì họ nhận 600 luôn rồi mai mốt khai thuế tính sau, chứ họ không có muốn nhận 540. Đó. Thì họ nói rằng là chỉ có khoảng là
thay vì họ rút khoảng là 32,5 tỷ đúng không? Nhưng mà họ chỉ rút tại vì người dân có quyền mà, người dân có quyền là cho họ rút hay là không cho họ rút. Đó, cho họ rút thì sau này đóng thuế nhiều hơn, nhẹ hơn, hoặc là nếu không cho họ rút thì sau này đóng có thể là đóng rất là nhiều, đóng một cục tiền thuế luôn. Đó thì cái tí số tiền mà họ rút chỉ đâu đó là khoảng là 13,3 tỷ thay vì là 32,5 tỷ đó, cho nên là hiện giờ nhiều bài báo họ cũng chia sẻ về cái vấn đề này. Quý vị thấy rằng là cái tỷ lệ thất nghiệp gần đây cũng có một cái chiều hướng giảm xuống, đây là một cái tin tốt. Họ đưa ra cái màu vàng là tỷ lệ thất nghiệp của người dân da màu, rồi Hispanic, rồi người dân da trắng. Quý vị thấy người dân da màu thì tỷ lệ thất nghiệp nó cao hơn so với những cái sắc tộc khác, nhưng mà tất cả ba sắc tộc đều đi xuống ở đây, Ngọc không thấy châu Á nha. Đó thì quý vị có thể tham khảo, thì cái tỷ lệ thất nghiệp mà người ta đưa ra trong tuần trong tuần này đó quý vị, thì họ nói rằng là nó ở cái mức thấp nhất kể từ năm 1968, tức là trong vòng khoảng 53 năm trở lại đây. Năm nay tại cái thời điểm của tuần vừa rồi là thấp nhất đó quý vị. Đó là một cái tin mừng đúng không? Đó. Cho nên là mặc dù là cái tỷ lệ lạm phát nó cao nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp nó thấp thì cũng là một cái tin khả quan. Tuy nhiên thì hiện giờ cái mức giá nó vẫn còn quá cao, lạm phát quá nhiều, giá xăng nó cũng chưa có bình ổn, chưa có đi xuống, cho nên là mình cũng có những cái phần ảnh hưởng đúng không quý vị? Thì bây giờ đây nè, quý vị thấy nè. Đó, tháng 3 nè, tỷ lệ thất nghiệp chỉ còn khoảng là dưới 4%, 3,6%, rất là tuyệt vời. Đó, cho nên là đâu đó mình cũng có những cái tin vui, những cái tin tích cực trong cái cuộc sống này đúng không vậy? Rồi bây giờ Ngọc muốn chia sẻ những cái danh sách liên quan đến những cái tiểu bang, một cái danh sách liên quan đến những cái tiểu bang khác nhau, họ hết không có cho tiền thực phẩm khẩn nữa, bởi vì nó liên quan đến những cái lệnh khẩn. Thì theo tờ báo yahoo.com thì họ nói rằng là bộ trưởng, gọi là bộ trưởng của Bộ Y tế và gọi là bộ trưởng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ đã gia hạn cái gọi là gia hạn cái tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 16 tháng 1 năm 2022, rồi sau đó họ gia hạn tiếp một lần nữa cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2022. Cho nên là nếu như mà họ không tiếp tục gia hạn nữa thì cái lệnh khẩn, cái emergency declaration sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022, và điều này ảnh hưởng tới 14 tiểu bang và có thể là nhiều hơn. Hiện giờ có 14 tiểu bang họ hết cái tiền thực phẩm khẩn rồi, họ không có cho tiền thực phẩm khẩn nữa, họ ngưng quý vị nha. Hôm bữa trước thì Ngọc có chia sẻ khoảng 33 tiểu bang vẫn còn cái tiền thực phẩm khẩn. Nhưng mà 14 tiểu bang này là hết nè quý vị nè. Arkansas, Florida, Idaho, Indiana, Iowa, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, rồi North Dakota, South Dakota, Tennessee. Đó, đó là 14 đúng không vậy? 3 6 7 7 nhân 2 là 14 nè. Đó, 14 tiểu bang đã hết cái chương trình EA này rồi. Còn nếu như quý vị không thấy trong cái danh sách này, có nghĩa rằng là tiểu bang quý vị vẫn còn hy vọng. Và đây là cái danh sách đã có cái lịch gửi tiền thực phẩm khẩn của tháng 4 rồi. Đó là Alabama. Danh sách có lịch gửi tiền thực phẩm khẩn của tháng 4 bao gồm có 33 nơi quý vị nha. Alabama, Arizona, Colorado, Delaware, DC, District of Columbia, Georgia, đảo Guam, Hawaii, Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New Mexico. Rồi tiếp theo là New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington State, West Virginia, Wisconsin và Wyoming. Đó, quý vị thấy rằng là cũng vẫn còn 33 nơi
là đã có cái lịch gửi tiền thực phẩm khẩn rồi. Tuy nhiên cũng có là 14 nơi, 14 tiểu bang là họ không có còn tiền thực phẩm khẩn nữa. Ngoại trừ khi mà có những cái chuyện, những cái lệnh gia hạn cái tiền, cái gọi là cái lệnh khẩn đó, thì chúng ta sẽ có thể là có thêm cái tiền thực phẩm khẩn này. Nếu như quý vị chưa biết cái chương trình thực phẩm khẩn là cái chương trình gì, thì Ngọc mời quý vị theo dõi những cái video cũ để có thể là rõ hơn quý vị nha. Ngọc xin hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị có một ngày vui vẻ và rất là nhiều thông tin tích cực. Mình suy nghĩ tích cực thì cuộc sống của mình nó dễ dàng hơn, nó thoải mái hơn quý vị nha. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye nào.